chăm sóc gì luôn á, nó không không Chị da chị thì cũng ok nhưng mà lỗ lông với lại cũng có nám, nhưng mà nói chung là mình phải chăm á chị thì mới ok được. không. Hồi trước chị bị tàn nhang nhiều lắm, mà chị chăm sóc ở chỗ Linh Anh một thời gian đó. Đúng rồi chị, cái gì mình cũng chăm sóc thì mới đỡ, mà đỡ đó mình phải chăm nữa chứ không phải mình thả ra nhiều khi cũng bị lại mụn Ê, cũng sợ vậy. cái mặt nó mụn nhiều, trời ơi. Đau không Trời, con? mụn này mà không làm thôi á. Ôi trời ơi. Dày cả cái mặt luôn hả? Dạ. Ai mình để cái mặt nó đi đây rồi. Yeah. Nói mãi hôm nay với kêu mẹ, hôm nay con có lịch trống rồi mẹ, mẹ đưa con đi. Một tuần một lần thôi. Sẽ tự về hay sao chị? Tí nữa tự cháu tự về. Nhà ở đâu vậy hè? Nhà chị ngay Lê Đình Dương ơi. Trời trời, gần. Không, ngay Lê Đình Dương, bây giờ qua Nguyễn Chí Thanh rồi. Thì nó về đây rồi, nó qua qua đây cũng được, ngay gần đây. Thì cũng gần, Lê Đình Dương Nguyễn hay Chí Thanh cũng là... gần đây. Em ở trung tâm này, xuống này. Em tại vì có cái cơ sở một em ở trên kia nó hơi xa. Trên chỗ gần bệnh viện, bên hông bệnh viện mấy chứ. Nhân viên em làm trên đó, nhân viên chính. Chị hỏi cái địa chỉ này, chị thấy nó gần đây phát là chị ok liền, chứ xa khó đi. Bởi hồi trước em làm trên đó khách cũng Không đông bằng bữa nó này. bằng nó không đông, tại vì em thì có tiếng, tại vì em làm hồi xưa giờ ở Lên Lý, hiểu không? À, qua tầm quanh khu vực này thôi nhỉ, Dạ, em quanh khu vực làm dưới này Lên vẫn Lý nhiều. quen rồi, sau đó dịch á, dịch cái nhà đồ họ cũng không bớt á, em ghét cái nhà, em mua nhà trên đó xong cái em lại mua cái này luôn, không thuê nữa. Thì mà chị ơi, thì họ là... Dịch mà làm cái mua mấy cái nhà ở bên này. Mùa dịch nó có động lực mua nhà. Dịch nó ghét quá, mua luôn. Không, mà nếu như làm như đây thì có mua có thiếu, mà mình có ấy thì cái tiền ngân hàng nó còn ấy hơn tiền nhà, tiền thuê á. Dạ. Trời ơi, nó nhiều. Eo rỗ hết cả cái mặt con. À, để này chị cái ví dụ để cái này này, năm lần cái lỗ lòng to ra giống như mình đeo lỗ tai vậy đó, mình sâu vô là mình để y vậy đó, nong nong dần ra. Thấy không? Cục mụn này cũng cứng ngắc à, nó nong dần cái năng lông của mình ra. Dạ. Cô sao cô Lan không bỏ vào trong cái giấy, để tí nữa cho anh ấy xem mặt anh. Không chị, em để tay quen rồi đấy, giấy mất thời gian. Xíu cho anh xem. Sao đâu, xíu mở mắt ra xem cái tay nè, chị bé đưa cho xem. Ủa cái đó chị nhìn chị không nghĩ là mụn. Chị nhìn sao chị biết được? Đây ta, chị có mua phiếu hôm nay nhé, để bữa sau cháu tới, bữa sau hai mẹ Thì con tự làm. cứ tới thì chị qua làm đẹp luôn chị. À, hôm nay chị có việc, còn Dạ. không thì cũng hai mẹ con làm cùng rồi. Dạ thì bữa nào tuần Tới rồi sau thì thì con chị làm qua luôn. chị chăm sóc da đồ các kiểu luôn. Bây giờ em có gội đầu dưỡng sinh đồ luôn á chị. Chị rảnh cứ qua thư Dễ gì được đi cùng cùng trai nhỉ, nghĩa là làm luôn giãn. cùng rồi. Trai đẹp nữa chứ. Nhưng mà hơi muộn. Để mặt đi mà. Không đẹp trai mà, muộn quá. Có bồ chưa à? Chuẩn bị có bồ này. Mẹ la. Không, mẹ sẽ chẳng la. Nghe thông báo bồ bạn gái là mừng hú rồi. À. Em nhà em còn có mấy đứa em đang ế. À, nghe nói không phải là cùng giới tính là mẹ cháu mừng lắm Thôi chị ơi, nói chung là cái giới gì nó cũng vậy, nó thì vui vẻ hạnh phúc là được. nhưng mà nói chung là mình thấy nó không ấy là mình mừng rồi. May Nhưng thì nha, may nói chung là cái nhỏ chuyện là thấy may rồi làm đó. à, chứ còn nó có ấy thì nó cũng khổ, nó cũng có lỗi khổ riêng của nó mà. Em chơi toàn với nếu không á. Ờ, nhiều lắm em ạ, nhiều lắm. Em toàn chơi vậy đó, em chơi được chứ, còn mấy đứa kia em chơi không được. Nhiều lắm luôn á. Dạ.
chờ hầu như mà chị. Và chị bảo đứa nào mẹ mừng rồi. Nhưng mà nhìn nó con trai mà nó làm gái. Về chắc đau lắm. Đau không em? Dạ con. Dạ không. Không à, chỉ đau nghe. Về 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 cái mặt này mà không làm vệ sinh sạch sẽ là mệt đấy nha hai nha. Tại vì lấy có nhiều chỗ với cầm thì cũng đau. Chị nên là hồi qua em thấy chị nên tiêm cái thái dương cho nó tốt về cái ái của mình á. Cái mặt khuôn mặt của chị là nó bị hốt quá. Ô, chị okay. Làm chị làm cái mũi xong chị sợ chị chậm lắm làm cái gì không? Đừng cái không cái đó liên quan chị cái mũi chị chống đúng không? Thì chị chống mà nó chị chống thì nó rất là nó phải xâm lắng á chị. Còn tiêm thái dương thì nó không. Còn tiêm mũi thì em sẽ không bao giờ tiêm vì mũi thì chỉ có chống thôi chứ còn tiêm nó nguy hiểm. Không, tại vì chị làm cái mũi xong nó không đẹp đó, nó ấy quá cho nên là chị khiếp. Chị mở ra em nhìn nào. Mà em chưa nhìn kỹ lắm. Mũi đàn ông luôn á. Không, nó hơi nhọn một xíu thôi. Hơi nhọn cao. Cao mới chạm nó không có. Em thấy không cũng không cao lắm. Nhưng mà nói chị làm hồi nãy chị làm loại gì vậy? Đúng rồi đó. Chị làm sụn sườn đấy. Ô chị làm sụn sườn cũng nhiều tiền mà. Ừ. Chị làm gây mê luôn mà. Chị làm gói cao nhất đó. Mấy tiền chị? Không em biết là làm sụn sườn mà làm sụn sườn nó sẽ khác. Chị hỏi. Chị làm thái dương đi. Tại vì mặt chị em chị thấy nó bị lỗi ở thái dương. Không tin chị chụp một cái hình á. Mà chị không biết là đang muốn lấy cái này mà ôi, sao chống thì chẳng sợ rồi chờ chỉnh sửa nó thấy sợ thế. Nhưng mà chỉnh sửa để sợ. Chị nghiêng giùm em xem. Em thấy cổ không đến nỗi gì. Chị thấy nó cao, mấy cả nó không có F line đây nên nó trùng F line. Nó trùng nhìn cái mũi nó giống mũi đàn ông, nó không sợ nó không hợp với mũi phụ nữ đó. Chị thấy cái mũi nó thế. Mấy cả chị già rồi khác mấy trẻ thì cao cũng được còn chị lớn tuổi. Nói chung làm cỡ tuổi chị là một kiểu tự nhiên thôi. Đúng rồi, thì thế. Không hiểu, chị làm ở Căng Nam. Căng Nam. Ý là không phải em lắc đầu vậy mà làm tiền ghê lắm. Rồi đó, nó. Nói chung là mỗi nơi họ làm một kiểu giá đưa ra là họ. Mà nói vậy là mũi này mày vô Sài Gòn á, làm trong cái ấy mình đẹp. Làm mũi ni là vô bệnh viện làm đúng không chị? Chị làm ở Cam Nam chứ. Không vô bệnh viện à? Không, vẫn làm. Tại vì nó liên quan tới Gây mê. Nếu mà chị làm tại thẩm mỹ viện luôn này, nó đúng là nó không gọi là không đúng đó chị. Tại vì nếu có vấn đề gì nó xử lý không kịp á chị. Ừ. Tại vì nó liên quan tới cái này. Ví dụ như người ta họ nói là gây mê đó là nó nguy hiểm cực kỳ. Đúng rồi. Cháy sống hay là không là nhờ vào chỗ gây mê chứ không phải lúc làm đâu chị. Đúng rồi. Ví dụ làm ngực hay làm thì bụng hay làm bất cứ chuyện gì. Thuốc đúng có rồi. Thuốc hay không có thứ gì là do gây mê mà. Gây mê quan trọng lắm mà. Gây mê đó là quan trọng. Dạ đúng rồi, rất là quan trọng này. Nó phải nằm trong bệnh viện để mà làm gì máy móc hỗ trợ, có gì máy móc hỗ trợ liền. Chứ tại phòng là tại không có máy móc hỗ trợ nên là em hỏi chị là làm tại đó. Còn chấm mũi bình thường thì chị tiêm tê thì chị chấm ở đầu chẳng được. Chị chấm ở cái phòng nhỏ bình thường vì tiêm tê thôi mà. Còn ai mà bị dưỡng mũi chẳng đau mà cái sụn sườn nó đau chi cũng đau cái chỗ lấy ấy. Không. Em chưa làm sụn nó nên chưa biết. Dạ cái đó em làm sao chị, vì giờ chị em đang quay không có lấy máu được á. Nên là em lấy những cái cục mụn mà nó già. Sì.
em ơi, xong rồi có phải dùng mụn, dùng thuốc trị mụn miết không hay là? Dạ, dùng thì phải dùng, nhưng mà dùng nó hết rồi thì dùng ít lại chị, lâu lâu bôi băng đen đi ngủ thôi. Có với lại về vệ sinh sạch, ví dụ như nó muốn duy trì nhà vệ sinh sạch sẽ, rửa mặt, với lại lâu lâu cứ qua em để chăm da, để tại vì nó là bị mụn cơ địa dễ quá. Có trị rồi mà không đi, ví dụ sạch sẽ hết rồi đúng không? Thì đấy, chị hỏi mà đó. Lâu mà không chịu đi á thì nó bị lại chị, nên là phải đi lần mụn tháng mình đi lần. Cả chị là không có ai bị mụn ngay vào trong cái mặt nó. Nó bị trong máu rồi chị. Trong máu là như thế nào, người nó nóng nó bị. Có uống nước gì đâu. Không uống nước, không ít ăn hoa quả, ít ăn trái cây. Mặt ông đi đây là ông rỗ rồi, vụn này rỗ hết rồi. Đó, rỗ. Chủ đem để ngang rất